Chào anh em, rất vui được gặp lại anh em nha. Hôm nay mình tiếp tục cùng nhau trải nghiệm nhà xe, một nhà xe rất là quen thuộc với mấy anh em nha. Trước mình có chơi với Messi đó, đó là nhà xe Kumho Samco ha. Mấy này người ta cũng chia sẻ nhiều trên cái ETS2 thì hôm nay mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhà xe đó. Giờ mình sẽ đi vào cái map mới luôn để cho anh biết mốt đi mình nhập cái map mới chơi. Có hai cái map rất là đẹp nha. Giờ nhìn để cái clip này để cho những anh em nào mới chơi hỏi cái map mới chỗ nào thì công mình sẽ hết nữa, mình sẽ làm luôn chỗ này luôn. Rồi anh em vào new game nha. Rồi mình chọn xe. Rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình chọn map. Ở đây nó có cái map mới update nè, cái map update Rotong Bus Simulator Rock á, thì nó mới có cập nhật cái map này. Một cái map chính thì có hai cái map nhỏ trong đây. Rồi mình sẽ vô chọn cái map này. Mình bấm tiếp. Rồi ở đây nó có một cái map đầu tiên, đây một cái map thứ hai. Ngày hôm qua mình chạy là cái map đầu tiên, map này. Hôm nay mình sẽ cùng nhau trải nghiệm cái map thứ hai trong cái game này nha. Thì nói chung là cái map này là rất là phê, chạy rất là đã nhưng mà nó rất là dài nha. Thì có thể hồi quay bộ nhớ nó thì nó cắt ngang để thông cảm nha. Bây giờ mình cùng nhau vào nè, đó là game. Rồi bây giờ mình đã vào. Anh em thấy con xe trước mặt mình không? Đấy, đây là con Kumho Samco nha. Đấy, cung điện di động ha. Rồi mình tham quan vòng ngoài xe nha anh em nha. Ở đây có mấy cái chữ dưới đây như bình thường thôi nha. Đấy, mình thì nhà xe cũng làm nhiều cho lắm thì mình thấy gì mình vẽ đó tự tựa chứ nó cũng không có được giống cho nhiều nha, anh em thông cảm ha. Rồi cái phần này thì cái skin cái kính xe mình cũng đã để dưới phần mô tả. Đấy, anh em vào tải xem nha, chơi ha, trải nghiệm ha. Anh em nhớ theo dõi video đi nha, nhớ xem lo xíu nha, ủng hộ nha. Đừng vô xáy thấy cái link cái tải xong đi rồi ra ngoài luôn ha. Như công đã bỏ ra thì anh em vô ủng hộ. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ở trên cái nóc trên thì có cái chữ Kumho Samco Bus Line nha. Đấy, đẹp anh em, đẹp ha, màu ngói, màu của gạch ngói. Này cái chữ cung điện di động này mình cũng tự edit luôn nha, không có chụp hình trên mạng lấy về nha. Nhìn thấy cái chữ mình edit, tự mình edit luôn. Đấy, có chữ môi hơn thì xin của anh em. Rồi còn phía trước mặt thì mình đã lắp mất cái bảng led rồi, không thấy bảng led nữa, để làm cho giống như ngoài đời vậy đó. Đấy. Rồi dưới đây tuyến là tuyến xe bến xe miền Đông đi Vũng Tàu nha. Thì hy vọng ngày hôm nay mình sẽ về tới Vũng Tàu. Đấy. Rồi bây giờ anh em mình cùng nhau vào trải nghiệm xe nha. Mình sẽ đi cái map mới nha, cái map nãy mình có xe lên đó. Map mới của game mới cập nhật á. Rồi bây giờ mình vô đề máy. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe lui ra ngoài, đáng tay lên, đoạn đường rất là dài vậy nha. FPS này lên tới 27 nữa em, nó mượt rồi đó. Hôm bữa nó tuột xuống như còn mười mấy à. Đuôi xe rất là dài nè, ôm cua rộng rộng xíu. Thank you.
Thì bây giờ mình chạy á, thì nó chút xíu cái máy nó hết bộ nhớ thì nó ngắt ngang, nên thông cảm giùm nha. Bộ nhớ nó cũng đầy quá, không có để được nhiều nữa. Hai cái map này á, nói chung nó làm ra rất là đẹp nha, chạy cũng mượt nữa. Đó. Đường đèo, đường đồi núi rồi nè. Đấy. Xuống tới cao tốc và chạy là đã. Hy vọng trong tương lai thì nó update lên sẽ nhiều hơn. Ở bên cái bản mà Rotong Bassimeter 2020 thì chưa thấy nó có update nha. Còn không biết cái bản Rockline bản 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 kia thì sao, không biết nha. Chưa có vào xem. Thì sắp tới em cũng chuẩn bị xe thêm một cái nhà xe nữa. Đó, anh em ráng theo dõi kênh để biết cái nhà xe gì thì anh em tải về chơi nha. Nói chung bên đây thì đa số làm Rotong là nhiều chứ ít làm bếp lắm. Bếp thì bếp xì lắm. Bếp xì quá nhiều anh em làm. Làm gì nữa. Hello, hello. Hôm nay mình sẽ khởi hành từ bến xe Linh Đông về Vũng Tàu anh em nha. Mình sẽ có thể ghé là cái trạm nào dừng chân đi là mình kết thúc nha, chứ như khi mình chạy cái map này không đủ bộ nhớ để mình chạy quá. Này map quá dài em ơi. Map cực kỳ đẹp. Anh em mà ai mà muốn chơi game này cứ tải về chơi nha, nói chung là đáng để trải nghiệm nha anh em nha. À, cái tay lái thuận nó cũng dễ lái hơn nữa, sợ tay lái nghịch nữa. Đấy, thứ hai nữa nó cho mình mod map nè, mod xe nè, mod skin nè. Rồi nó cho mình thay đổi đủ thứ trong xe, độ xe nè, độ led nè, những dân các thứ. Đấy, nó cũng tiện lợi. Nhờ những cái xe mod này lấy nhất làm rất là đẹp. À, anh em cùng nhau trải nghiệm xe này nha. Lấy nhất cũng có xe lên rồi, anh em cứ vô đó tải gì chơi, kênh lấy nhất á. Là test tem mobile game vậy đó. Hy vọng anh em sẽ xích skin này ha, với cái kính xe. Anh em nhớ cho một like ủng hộ nha. Còn ai mới vô dọc xem kênh thì cho một đăng ký đi, đăng ký ủng hộ kênh đi. Đó thì mình xem cái skin mới nhất ra xe cho anh em chơi nha. Cái này là skin này tự mình làm hết nha.
Đấy, anh em yên tâm cứ lấy xài vô tư. Chứ cũng không có mua bán skin gì hết á. Chung mà mình làm đam mê thôi, series cho anh em chơi thôi. Sau này cái game này phát triển rất là mạnh thì anh em hy vọng sẽ chơi được nhiều. Đấy, điện thoại ai mạnh thì chạy rất là mượt. Đó, đồ họa cũng đẹp đó. Còn điện thoại yếu yếu thì chịu thôi. Không biết sao giờ tại game nó update thường xuyên mà. Kể cả những cái game nó sai khác như Bessy nè, hay là Rock River nè, hay là Nhân Dân nè, cũng update thường xuyên đó. Lúc mình tắt xi nhan nó cứ cả ngày lúc nó cũng tắt luôn, thì mình tắt nó giống như bật lại vậy đó. Mắt quá đẹp em ha. Đường mắt mồ dữ à. Hôm qua qua cái clip mà cái FPS nó giảm xuống sâu quá, chạy lag và lag và giật và giật. Cái này mình nhìn cái phía trước mặt mình á, xa xa em thấy không, cái mấy đường cây á mà mở ảo như đám mây đó, gần gần mấy đám mây trắng á, giống như cái map là trước mình có review cho anh em xem á, map chạy cực phê luôn á, đường cao tốc á. Không lẽ là nó phát triển từ những cái bản mod map thì nó làm những cái đó, những cái chỗ đó ta, từ cái bản mod game đó ta, không rành cái đó. Việt Nam mình mà có ai mà làm được cái game lái xe ra mà đáp ứng được nhu cầu của anh em chơi, bảo đảm ngon lành. Xe đang đổ dốc em ơi, bởi tốc độ nó rất là cao, giảm lại mà rất nguy hiểm. Như trước mặt có trạm dừng chân hay gì á. Ồ, trạm này không có quán ăn gì chân vậy. Dừng lại chụp hình cái nha anh em nha. Rồi, mình khai anh em ơi. Đứng dưới đồ chụp hình, con mèo thọc tới nó phạt à.
bao nhiêu phút rồi, 15 phút rồi, 15 16 phút kia mở chạy có xíu một đoạn thôi anh em ơi, tại review cái xe không mất mấy phút họ rồi. Mình đang chuẩn bị qua cầu nha, qua cầu không ta, qua cầu đúng rồi, cái cầu giờ làm rất là đẹp nha em ha, rất là thẳng. Đấy, hôm bữa anh em có hỏi cái vụ vô hình đó, hỏi vụ vô hình mà xe hành khách á, đấy hành khách đang đứng bên đường đó, đứng rất là nhiều chỗ để anh em rước khách khi mình chơi xe cái ngồi ha. Vậy bữa lấy con Scania ra mình chạy thử coi, rước khách chơi ha. Mà anh em nhớ không thích xe nước ngoài thì thích xe Việt Nam. Có thời gian mình sẽ làm nhiều skin xe cho anh em chơi nha. Trước mắt thì anh em cứ lấy những skin mà có sẵn này anh em chơi trước đi. Đấy. Và làm cái skin rất là lâu anh em ơi, làm cực hơn PC nhiều. Cái này làm phải canh chỉnh đủ thứ nữa. Rồi làm kính xe, rồi nếu mà không có bảng led thì phải làm cái bảng led là ba cái luôn, rồi mới ráp vô rồi nó khớp hay không. Rất mất thời gian. Thành thử ra là cái skin ra rất là lâu, lâu hơn PC nhiều. Làm cho được chút xíu chứ còn làm lem nhem quá thì nó không đẹp cho lắm. Là mới nâng lên từng chút thì khi ra thấy nó không ngay phải canh, nó ngay xong rồi nó bị lem chỗ này và thiếu chỗ kia nữa, tùm lum lắm, chứ không phải muốn tự nhiên dễ dễ đâu. Xài một hơi mấy cái app kết hợp với nhau, vượt phía trong anh em á, vượt trong luôn đi, bắt chước tiếng râm á, vượt trong luôn chạy biết như nào. Một vấn đề hay bị lỗi hoài trong cái những cái map của game ấy, mấy anh em là nó hay bị lỗi đứng lên cái vậy đó, bị điện thoại nó có bị không à. Đấy, bố lấy con xe ghế ngồi ra rước khách chơi nha, thấy khách mà đứng hai bên đường quá đông ấy, rước cho nhìn cho thú vị chút ha. Còn xe vừa thì không có rước khách được anh em nha, ở nước ngoài không có xe dựng nằm nha, thành thử ra là khi mà mở cửa thì không có đón khách được. Giống như là có mấy anh em hỏi comment hỏi ấy, khách nước ngoài đâu biết nằm nó ngồi mà đâu có nằm, còn nó ngã ngửa ha. Bây giờ anh em nói xe nước ngoài đâu có ghế dựng nằm đâu, lấy thôi. Ê, FPS tụt xuống còn 16 à. Hèn chỉ nó lát. Không hiểu nữa.
đây nè, có trạm dừng chân, thấy chưa? Đấy, lưu khách đấy. Đó, đó là làm đã nói khách vô hình đó. Thì hôm bữa cái dịch tiếng Việt á để vậy đó. Là nghĩa là hành khách đứng mặc định đó chờ mình tới mình rước đi đi. Ta nói bên nước ngoài nó nói là khách vô hình đấy. Chứ Google cũng dịch đâu xác kia nói. Dịch chung chung thôi. Mình hiểu được rồi. Là nghĩa là cái map này cập nhật có hành khách trên đường rất là nhiều để cho anh em đi ha. Những cạnh chân có hiệu là chữ B màu xanh trên góc trên phía trên màn hình đó. Chính giữa đó. Hôm bữa mình chạy với chiếc xe ngang xe mô tô nè, chạy không lại luôn em ơi, đạp mắt ra luôn á. Mà chạy dưới thì chứ. Chí nó muốn chết luôn. Skin mình làm á thì nó không có bị lem nha anh em nha. Đấy, mình không có thích dùng bị lem skin, và phải nét phải rõ. Mà nếu mình tăng được phân giải lên cao quá, 10 tới 10 mê đổ lên, anh em tải về vô dăng game á, chơi không được. Bắt buộc anh chơi mình mới giảm skin xuống độ phân giải vừa tầm thôi để khi mà game lót nó nhận ha. Chứ không nó láp luôn á. Nếu mà nhận thì sẽ bị láp. Cũng khó cho anh em chơi, thành thử ra những skin hôm nay mình làm nó không có được sắc nét cho lắm mặn như skin lúc đầu mình làm. Tại vì game khi mới đầu tiên nó chưa cập nhật thì mình làm skin đó độ phân giải tới 8 mê vẫn nhận bình thường. Nhưng mà nó lag nha. Bởi điện thoại tầm trung nó lên thì ta chơi mới được. Mà chơi trên điện thoại nó tiện trên PC nhiều, lý do là anh em đi ngoài đường lấy ra chơi cũng được, anh em ngồi vô quán cóc chơi cũng được. Còn trên PC thứ nhất là phải ngồi ở nhà. Ấy và phải có thời gian rảnh. Phải có thời gian rảnh. Lo nói chuyện. Ui không sao, là đường. Lo nói chuyện chết rồi, nguy hiểm quá. Thì trên PC anh em phải tốn tiền mua rất là nhiều tiền, ví dụ như cái dàn PC mà chơi được hiện giờ cũng tầm 19 20 triệu rồi đúng không? Rồi anh em phải mua dàn vô lăng, không lẽ anh em cứ lái bằng phím hoài thì cũng chán đúng không? Chơi mà lái bằng phím nó có phê. Mà vô lăng thì mua rẻ quá cũng không chịu. Mua mắc xíu. Lại tốn tiền nữa, từ 20 mấy cũ á. Còn cái điện thoại thì anh em có thể mở điện thoại chơi cũng được nè. Đấy. Người ta cũng share lên miễn phí cho anh em chơi nữa đấy. Còn anh em nào có điều kiện dư giả nhà giàu có thì dặn PC với anh em thì chơi test 2 ngon hơn. Mà game này trên PC cũng có nha anh em nha. Cũng rõ nét lắm à. Không có bạn Đức các bạn hay share cái clip đấy. Nè cái map nó dài không? Bây giờ nó chuyện cả buổi rồi nó cũng chưa tới nữa đấy. Trời ơi, FPS nó còn có 15 anh em ơi. Nó lag kinh dị luôn. Di chuyển bẻ lái rất khó khăn. Nằm mức 18, 17 thì sao lái được. 24 phút rồi anh em ơi. Kiếm cái trạm nào không? Có cái trạm nào dừng chân không? Cái map này cũng mới chạy lần đầu luôn đây. Quá hấp anh em ơi, 17 FPS. Quá hấp rồi. Chạy kiểu này hành khách xỉn sai hết. Xe hết. Nhà hai bên rất đẹp nè ha.
quá lát đi mày, 18 à. Rồi lên được 20 đó. Được bắp mô rồi này mà. Được bắp mô rồi này mà. Ôi hồi nãy nó hết bộ nhớ anh em ơi. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình vào xe trải nghiệm nha. Mới chuyển qua cho bộ nhớ khác rồi. Anh em thấy mấy cây rất đẹp không? Như thật mà đời á. Hai bên đường ấy. Nè. Giống như mình vô cái thị trấn á, rồi mình ra ở ra ngoài đường lớn đi tiếp nữa anh em ơi. Rồi rồi lại tiếp tục vô thành thị nữa. Chắc mình ghé vô đây mình tạm dừng lên mày. Map nó dài quá. Chạy không phê nói rồi. Vô cái xăng đổ xăng đi ha. Rồi coi như mình hoàn thành chuyến đi ha. Đấy, giờ anh em nào thích cứ tải về chơi nha, skin rất là đẹp ha. Rồi anh em nhớ like ủng hộ nha, ai trên cái kênh thì đăng ký kênh nha. Rồi bye bye anh em.